Đứng cạnh mình đây là những cây hoa mộc lan trưởng thành được 35 tuổi, nó cao khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Tất cả những cây này thì đều là những cây phát thân gọi nhé, phát thân được 50 60 phân. Sau này các bạn về trồng mình cắt tỉa cành tạo tán bên trên là sẽ được một cây hoa mộc lan rất là đẹp. Hôm nay cũng đã bước sang ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 rồi. Đấy, những cây hoa mộc lan hiện tại ở vườn nhà mình đây cũng đang cho lụ và cho hoa rất là sai như này. Cái bông hoa thì khi lở thì rất là bền đẹp các nhé. Nó lở kéo dài khoảng tầm 2 tháng thì hoa mới tàn. Đấy, khi lở thì hoa rất là thơm. Bông hoa thì có hình dạng búp sen như này. Đấy, những cánh hoa màu đỏ tím đan xen lại với nhau. Đây gọi nhé, đây là những cái lụ hoa của nó này. Hoa lở khoảng tầm 2 tuần thì nó mới tàn. Đấy, những cây hoa mộc lan hiện tại ở vườn nhà mình đây thì vẫn còn rất nhiều lụ nhé. Đây là những cái lụ ngủ của nó này. Đấy thì phải khoảng tầm 1 2 tháng nữa thì nó mới lở hết hoa. Đấy. Đây là bông hoa mộc lan các nhé, màu đỏ tím. Đấy, một cái cây hoa mộc lan trưởng thành như này hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 600.000 đồng một cây. Đấy, các bạn còn có nhu cầu sưu tầm cái cây mộc lan này về trồng liên hệ tới vườn nhà mình nhé. Đấy, cây nào cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt, nhiều cây đã bắt đầu bật những lứa lộc đầu tiên rồi. Đấy, còn cỡ này thì nhỏ hơn, cái cây giống này nó cao khoảng tầm 60 phân, loại này được khoảng tầm 1 năm tuổi các nhé. Đấy, cây giống như này hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 300 một cây. Đấy, đây còn đây là cái hàng cây thoát thân rồi này. Đấy, cây vẫn còn rất nhiều lụ nhé, nó phải lở đến khoảng tầm 1 2 tháng nữa thì mới hết hoa. Đấy, bông này sắp bắt đầu lở hoa rồi. Đấy, những cái lụ này là vẫn chưa lở các nhé, khoảng tầm 1 2 phải khoảng tầm 3 4 tuần nữa thì nó mới lở hết hoa này. Cây này vẫn còn rất nhiều lụ nhiều hoa này, còn nhiều cây đang bắt đầu bật cái lứa lộc mới rồi. Đây thì các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng hoa mộc lan này về để trồng chỗ khuôn viên gia đình mình liên hệ tới vườn nhà mình các bạn nhé, nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750386 và 092 391 6866. Đây các bạn thấy là bông hoa lở này có màu đỏ tím rất đẹp như này. Đấy, hoa lở rất là bền và thơm nhé. Đây, nhiều cây bắt đầu lên lộc và vẫn còn lụ còn hoa như này các bạn này. Hôm nay cũng là ngày 18 tháng Giêng rồi. Đấy, trước Tết thì nó cũng lở rất nhiều bông hoa rồi. Đấy, lở liên tục kéo dài và hoa rất là thơm, một loại hoa thân gỗ rất là quý. Cây này thì có tuổi thọ rất là cao nên các bạn cứ yên tâm trồng thôi, cây càng lâu năm thì nó càng sai lụ các bạn nhé.